tế này nè, với ớt tươi đồ đó sử dụng là nó tốt cho da mặt. Đập liền tại chỗ anh đàn ông. Trời ơi, bây giờ bán cho tôi mấy cái tuýp sữa rửa mặt á, để tôi dắt vô trong xà lách với lại cà chua tôi trộn tôi ăn. Tao nói mày á, bả đeo cái kiến này nè, nghe không, bả bị cận bởi vậy mới lấy anh. Đón xem tập 56 biệt đội siêu hài, hài vùng nóc cười lăn lóc, phát sóng vào lúc 21:50 thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2017 trên kênh HTV7.